Xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu chúng ta cái phần mềm làm phim hoạt hình TomTom Harmony. Thì như các bạn đã biết qua các bài trước thì mình cũng đã giảng cho các bạn những cái bài tập mà chúng ta làm trong phim hoạt hình. Các bạn nhìn thấy đây là một cảnh trích đoạn một cái trận chiến đấu mà quân giặc đang tràn sang đất nước trong truyện cổ tích, và Thạch Sanh chính là người mà đã đem cái đàn đến để dẹp tan quân giặc. Các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy là có 4 con ngựa, ngoài ra lính thì cũng rất là nhiều. Thì qua phần mềm này các bạn có thể tạo được nhiều người lính và nhiều con ngựa. Ngoài ra thì có ngựa đỏ và ngựa trắng, ngựa trắng cũng có và ngựa đỏ cũng có. Thì ngựa đỏ trắng chạy ở hàng phía trên này, tôi cho nó con to con bé, càng xa thì con càng bé hơn. Các bạn nhìn thấy là đây là một chuyển động rất là phức tạp, bao gồm cùng một lúc rất là nhiều chuyển động. Vậy thì chúng ta làm cách nào cho nhanh và cách nào cho nó đúng? Ví dụ như là chúng ta phóng to lên đây, chúng ta thấy là ví dụ như chú lính này, đây là quân chúng ta nhìn thấy nó giống giặc Thanh. Chúng ta nhìn thấy là con ngựa này, cái tay của cái đồng chí tướng đi ngựa này thì đưa về tay phía bên kia, còn tay phải thì bên này. Tương tự chân cũng vậy, mà ngồi lên con ngựa ngựa đỏ. Thế còn đồng chí lính chạy bộ này thì tay cầm một cái kiếm, tay cầm kiếm giá mã. Còn đồng chí đây thì tay cầm ngọn giáo. Đấy, các bạn nhìn thấy là đồng chí cầm rất là oai phong và chạy cùng chạy như thế. Thì chúng ta nhìn thấy là đây là toàn bộ các hình ảnh mà tôi đã sử dụng công cụ TomTom để tôi tạo ra. Ngoài tôi không dùng bất kỳ một phần mềm Photoshop hay là một phần mềm nào mà trực tiếp TomTom tạo ra. Đấy, các bạn nhìn nó chuyển động nhá. Ví dụ đây là chuyển động trên timeline, các bạn nhìn thấy đấy, 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 đấy. Đúng không? Các bạn nhìn thấy là tôi khi tôi dịch timeline thì timeline là dịch bằng dấu lớn hơn và nhỏ hơn nhé. Thì các đồng chí nhìn thấy là ngựa đã chạy và con lính chạy đằng sau. Đấy, đây tôi ấn cái này thì các đồng chí nhìn thấy đấy, đấy, ngựa chuyển động đúng không, và ngựa trắng chạy đầu kia. Chúng ta nhìn thấy là cảnh rất là rõ và rất là đẹp. Bởi vì hiếm khi mà một phim hoạt hình 2D mà chúng ta sử dụng chi tiết. Còn cái vấn đề nội dung phim đẹp hay không là do chúng ta vẽ và chúng ta tưởng tượng. Do chúng ta vẽ, chúng ta tưởng tượng. Đây là những chú ngựa ngựa đỏ, còn đây là những chú ngựa trắng. Đây là những chú ngựa trắng. Nhưng bây giờ cái bài tập thì tôi đã làm một đoạn, và tôi sẽ dạy cho các bạn cách làm một chú lính cưỡi lên con ngựa trắng như thế nào. Chúng ta nhìn thấy chuyển động một cái trận chiến rất là đẹp đúng không? Chúng ta thì có thể tạo cho một cái sự chuyển động mềm mại giống như một trên chiến trận. Đấy, chúng ta nhìn thấy lính của chúng ta rất là nhiều đang chạy. Đấy, và cái việc đó làm như nào thì các bạn nhìn cái timeline của tôi. Timeline của tôi thì đây có các dòng đều tướng tướng và ngựa ngựa đấy, tướng và ngựa. Thế thì để làm được một cái đoạn cảnh phức tạp như này thì chúng ta cũng mất một chút thời gian. Nói chung là không đến buổi sáng, cũng có thể là một ngày. Nhưng mà để chúng ta khi mà chúng ta chủ yếu là chúng ta vẽ chuyển động là cho con ngựa là quan trọng nhất. Con ngựa. Sau ngựa rồi thì chúng ta cho màu của ngựa. Thì con ngựa vẽ thì các bạn có thể chụp ảnh ở bên ngoài, các bạn đẩy vào trong và các bạn tô theo. Thì đấy là cái ngựa. Nhưng mà cái để chúng ta gắn cái chuyển động ngựa và người nó rất là phức tạp. Các bạn nhìn thấy ví dụ như chú lính ngựa này lúc thì lấy lính của cái người cưỡi ngựa lúc thì ngẩng mặt lên, lúc thì úp mặt xuống, tức là theo cái nước phi của con ngựa thì cũng gật 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 gật. Đấy, chúng ta nhìn thấy là nó gật gật như thế và người lính nó chạy như này. Thì chúng ta nhìn thấy là timeline đây, đây là vòng timeline. Thì tôi che nó đi để cho vì màn hình nó chật, màn hình của chúng ta không được rộng. Thì các bạn chú ý là các bạn cố gắng là mua một cái máy tính xách tay có cạc màn hình rời, Core i7 trở lên hoặc là chip Xeon. Các bạn nhớ là dùng các máy chạm, ví dụ như là workstation
Dell Workstation thì nó rất là tốt. Và ví dụ như là cái dòng M7000 M là gì nhỉ? Dòng M4700 hoặc 4800 hay là 4050 đấy, thì các bạn thêm vào các loại, nó chỉ hết đến không đến 10 triệu. Đến 10 triệu chúng ta có thể làm được cái sử dụng phần mềm này. Đấy, đấy. Và tôi giới thiệu một cảnh nữa là bên ví dụ như là đây là một cái cảnh mà có nàng công chúa đang chuẩn bị chạy ra với thạch xanh, thì các bạn nhìn thấy là đây là một nàng công chúa, thì tôi cũng đã xây dựng là tôi vẽ ở đây, tôi vẽ thân công chúa này, tóc đằng sau, tóc đằng trước, các bạn nhìn thấy là công chúa đi đi bộ đấy, rất là đẹp. Đấy. Đây quay chậm nha, các bạn nhìn thấy nhé. Đấy, ta thu nhỏ lại thì ta nhìn thấy là công chúa đi rất là đẹp. Đấy. Tôi ấn nút play này. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đấy, công chúa đi rất là ổn. Đúng không? Đấy. Đấy là một cái mà tôi muốn giới thiệu trong cái chuyện này. Đây thì hình ở đây là một cái cánh đồng, một con đường và đồi núi. Đấy, đồi núi. Núi có tuyết các thứ vân vân. Thì quân giặc là tràn sang xâm lược đất nước và trong thế giới truyện cổ tích. Và bây giờ tôi sẽ trình bày cho các bạn cái phần phần bài tiếp theo của cái bài này. Cái bài này là bài phần giới thiệu. Thế còn bài tiếp theo thì tôi sẽ trình các bạn sẽ theo dõi, thì tôi sẽ mô tả một cách chi tiết cái cách mà để cái người này cưỡi lên con ngựa và nó phi được. À, ngoài ra thì cái người mà nó có thể là gì, nó có thể gật đầu gật chân, ngẩng lên và ngựa chúng ta phi đều chạy như thế, ngựa trắng ngựa đỏ. Đây là một cái phần mềm tuyệt vời, tuyệt vời. Và sớm tôi sẽ cho ra đời bộ phim hoạt hình đầu tiên mà hay nhất, nó gần với thực tiễn hơn, chứ tôi không làm cái loại nhân vật mà mang tính chất trừu tượng, ví dụ như đầu to người nhỏ hoặc là chân bé tí hoặc là đầu to bự. Đấy. Mà ở đây tôi muốn làm một cái bộ phim áp dụng cái công nghệ của Tom Bomb Harmony để giúp chúng ta có thể tạo ra những bộ phim hoành tráng kinh điển. Vì bản thân tôi thì tôi không có thời gian nhiều, tôi ngồi tôi vẽ và tôi chỉ biết cái cách, cái tôi học được cái cách, do tôi học cái sách, cái cách để mà chúng ta có thể làm một bộ phim tốt. Thế còn thực ra bộ phim này tôi vẽ nó chưa được đẹp lắm, nhưng mà tôi sẽ cố gắng mô tả ví dụ những bộ phim trận đánh như là quân Nguyên Mông này, Lê Lợi này, rồi Quang Trung, Nguyễn Huệ vân vân, thì chúng ta có thể tạo lên bộ phim 2D. Đấy, ở đây là Thạch Sanh đánh quân giặc và cho quân giặc ăn cái nồi cơm vân vân. Cái cảnh khói khói lửa thì tôi sẽ trình bày ở phần bên phía dưới này, khi ngựa chạy nó phải có bốc khói đằng sau, bụi mù tung tít lên. Thì cái này, cái phần này thì chúng ta làm nó rất là dễ thôi. Đấy, hoặc là chúng ta cho 1.000 con ngựa, 1.000 cái các thứ ra, chúng ta có thể làm được. Bởi vì Tom Bomb Harmony nó hơn Tom Bomb Studio chỗ là bộ nhớ nó lớn và tốc độ chạy nó nhanh, vẽ nó cũng dễ, và mọi thứ họ đều bố trí rất là tốt, đều cơ bản, cơ bản. Đấy. Và không bị giật. Còn Tom Bomb Studio thì nó hơi nặng hơn. Ngoài ra chúng ta có thể là quay các cảnh 3D vân vân, phối nó vào thì chúng ta nhìn thấy. Đấy, tôi vẽ đây giống như kiểu giặc Thanh ngày xưa đánh quân xâm lược Việt Nam. Đấy, cũng đầu đầu trọc và tóc để dài. Đấy, thằng cầm kiếm, thằng cầm giáo vân vân, thằng cầm kiếm, thằng cầm giáo vân vân. Thì các bạn nhìn thấy là tốc độ chạy rất là đẹp. Đấy, ta quay lên lại ngựa thứ phi, đúng không? Chúng ta nhìn thấy là một con ngựa trắng này, tôi cũng sẽ gắn lính chạy bằng ngựa trắng. Và ta sẽ vẽ thêm những cái khẩu pháo như trong đế chế, ví dụ như là pháo bắn đá vân vân. Đấy, cái đoạn pháo bắn đá là rất là quan trọng.
Vì bộ phim của chúng ta muốn được nó sôi nổi, nó mang tính chân thực thì chúng ta phải miêu tả ra những tưởng tượng ra những cái cuộc chiến như thế, và quân lính hai bên đâm chém nhau nó có thể chết và chảy máu, thì chúng ta đều làm được hết trong phần mềm này. Cái quan trọng là các bạn có yêu thích nó hay không, vì các phần trước thì tôi chỉ mô tả từng đoạn từng công đoạn nhỏ nhỏ thôi, nhưng với để làm ra một cái này thì chúng ta sẽ là các đối tượng, mà mỗi đối tượng trên một dòng timeline, và trên timeline sẽ có keyframe, rồi sẽ có keyframe để cho chúng ta có thể vẽ được. Quan trọng là các bạn phải hiểu phần mềm chúng ta làm được nó hơn phần mềm anime Moho hoặc là anime trước đây, thì các bạn thường phải vẽ bên Photoshop của các bạn ghép sang lâu lắm. Rồi các phần mềm như là CrazyTalk cũng làm rất khó. Bây giờ nhiều hãng phần mềm, nhiều hãng mà như là ở trong miền Nam họ làm những cái bộ phim lịch sử ấy, thì họ cũng áp dụng các phần mềm khác, nhưng mà chắc chắn nó không phải là Tom Bomb. Và các bạn ấy làm thì nhân vật vẽ nó mang tính chất trừu tượng, nó hiền và nó đầu to chân nhỏ, rồi có những cái cảnh nó rất là vô duyên. Thế nhưng mà chiếu lên YouTube thì cũng rất là nhiều người xem và kiếm được rất nhiều tiền, chứ không được. Các bạn ấy chưa làm những nhân vật mang tính chất sống động thế này được. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ áp dụng này. Tôi cũng muốn tất cả mọi người trên Việt Nam này, hoặc là các bạn đang sinh sống ở nước ngoài, hiểu tiếng Việt thì sẽ theo dõi kênh của tôi. Và bài tới thì tôi sẽ làm một vài chú lính cưỡi trên con ngựa trắng này chạy xen với con ngựa đỏ, và tôi sẽ vẽ thêm con voi, máy bắn đá vân vân, rồi đội cung tên. Đấy, đánh nhau nó phải hoành tráng như thế nó mới trở thành một câu chuyện lịch sử hiện đại. Các bạn chú ý theo dõi như vậy. Bài hôm nay tôi xin giới thiệu là cái tính chân thực và làm được nhiều cái đối tượng mà bộ nhớ của Tom Bomb vẫn có thể lưu được. Đấy, Tom Bomb lưu được và nó render rất là nhanh, vèo phát là cho chúng ta được một cảnh, ví dụ như bây giờ tôi render đến ô khoảng ô thứ 50 chẳng hạn, thì các bạn nhìn nhé, export ta movie. Đấy, tôi cho đến 50 thôi, 50. Bây giờ tôi đặt tên là dàn quân, tôi chưa cho âm thanh vào đâu. Đây, tôi chưa cho âm thanh, các bạn nhìn thấy, là nó cũng tương đối nhanh đúng không? Như đã 1% này, 2% này, 4% này, 5, 6, 7, 8. Các bạn đợi trong vài phút, chắc không đến phút. Đấy, chúng ta đã được 14% rồi. Render rất nhiều đối tượng mà cũng trong một lúc là xong, bởi vì phần mềm này nó, tôi phải nói là rất là ngạc nhiên và rất là thấy điều kỳ diệu mà người ta cung cấp cho mình để cái phương thức để chúng ta làm phim hoạt hình được tiện nhất. Tất nhiên là các bạn vẽ đẹp thì các bạn sẽ làm được những cái frame by frame, các bạn sẽ vẽ được những cái cảnh mà nó tuyệt vời, nhưng mà như thế thì chi phí về thời gian rất là tốn kém. Nghĩa là một công ty thì các bạn phải chia ra làm rất nhiều 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 công nhân để chúng ta có thể vẽ ra được nhiều đối tượng khác nhau. Đấy, như các bạn nhìn thấy, tôi vẽ con ngựa rất là chuẩn, đúng như ngựa thật và phi như thế. Tương tự cái nàng công chúa ấy, cũng chuyển động rất là đẹp, mịn màng. Thì tôi cũng cố gắng là ấp ủ là sẽ sớm đưa bộ phim này lên YouTube để cho các em thiếu nhi của chúng ta có thể áp dụng vào để làm. Như người lính chạy đấy, các bạn nhìn thấy lúc mà chạy thì kể cả gươm cả giáo đều chuyển động theo cái tay, tức là người ta sẵn sàng cầm kiếm để có thể chém, vung lên để chém vào quân của đối phương. Thì chúng ta sẽ làm dàn binh bố trận là hai bên đại chiến, một bên trái bên phải, quân thì phải khác nhau và có thể là chém chặt đứt trên chân tay trên chiến trường.
Đấy, bây giờ các bạn xem cái phần movie mà tôi vừa export ra movie để chúng ta có thể xem qua cảnh này. Âm thanh tôi chưa lồng. À, tôi chưa lồng âm thanh, còn phải phần khói bụi nữa. Phần khói bụi. Khói bụi rất là quan trọng. Đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần 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 xuất phim này, chúng ta thấy. Đàn quan. À chết rồi. Đây là công chúa mất rồi. Đấy, công chúa đi rất đẹp đúng không? Rồi đây là công chúa, tôi chưa cho camera sang bên dàn quân. Thôi được rồi, chúng ta xem chỗ này cũng được. Đấy. Đấy. Đây là phần rất mềm dẻo, tóc của công chúa rồi tôi là đi rất mềm đúng không, các bạn nhìn thấy là đấy, đi rất mềm, và chúng ta điều khiển cho công chúa đi kiểu gì cũng được. Đấy. Đấy. Trông như anime đúng không, nhân vật tôi vẽ gồm các đối tượng đấy, chuyển động rất là đẹp rồi. Thân ái chào các bạn nhé, các bạn có thể đăng ký và theo dõi phim của tôi, cái kênh này của tôi để chúng ta có thể học tập và làm theo. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.